xem những thứ được gọi không cần đặc biệt để chuẩn bị trong cuộc sống hàng ngày, tiếp xúc một số người, tất cả vật xem xem hơn hết. Ở đây đang xem vào thì dù không hết rồi, làm gì phải chú ý đi sưu tầm tư liệu, đi tìm tư liệu, vậy không phải là một bước quá sâu. Quan trọng nhất chính là với được vật giá trị. Muốn được vật giá trị, tâm địa quý vị phải thanh tịnh, nhất định phải tìm được một đại vượt qua mà trước tiên này đã nói, tức là tìm được cái tâm thức của chính mình. Tâm thức ở đâu? Tất cả danh hiệu của Bồ Tát thật chúng đều là tâm thức của mình. Tổng thiện là phổ thiện, phổ thiện là tâm thức việc biết, danh hiệu đó không thấp. Toàn là đức năng trong tự tâm chúng ta. Bồ Tát đại biểu phải tu, Bồ Tát biểu thị tu đức, danh hiệu Phật biểu thị tâm đức. Nhưng trong cuộc phong nghiêm, những vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát thông thường, đều tương ứng với Đại Phương Quảng, cho nên xưng họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Bất luận họ có sai biệt nào, hình tướng sai biệt, vô lượng vô biên, họ đều tương ứng với Đại Phương Quảng. Vì thế gọi là xứng đáng, vì thế gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Nói cách khác, họ đã xa về được vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã xa về được rồi. Đây là trí kiến pháp giới, pháp giới cảm giác vật không có cuộc tập. Sâu trọng vô cùng, nó là trí cảm giới như là dưới đây là vị thứ ba, cũng bảo kế hoa tràng của Ma Ha Tát. Kế giống như chúng ta thấy biến tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện tướng thân tương đối nhiều, hơn nữa thì hiện thân đại gia, thân thể đại gia. Ngày xưa người đứng tại đó, trên đầu mũi chân một búi tóc, bảo kiếm hoa trạch, trên búi đó đạo Phật là bếp hoa. Người đời được yêu thích cài hoa, không những người nữ cài hoa, người nam cũng cài hoa. Chúng ta nhìn thấy những ý nghĩa trong thành phố. Vì Bồ Tát này đã biểu cho tâm khổ, chỉ vì phải biết trí chính là tâm. Vì sao nó nói là tâm khổ?
chân tâm chính. Thank you.